Bản tin 24 giờ xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Bản tin luôn cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình mưa lũ trên thế giới cũng như trong nước. Những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ít nhất 12 người chết và hàng triệu người bị ảnh hưởng khi mưa lũ khiến nhiều nơi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc chìm trong biển nước, làm tê liệt hệ thống giao thông, theo Tân Hoa Xã. Mưa lớn những ngày qua đã khiến sông lớn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vỡ bờ và gây ngập lụt ở nhiều địa phương, đặc biệt là thành phố Trịnh Châu. Cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam cũng như thành phố Trịnh Châu đưa ra cảnh báo ở mức cao nhất. Dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục kéo dài, trong khi đó ít nhất 31 hồ chứa cỡ lớn và trung ở tỉnh này đã vượt mức cảnh báo. Các tình hình đăng tải trên truyền thông và mạng xã hội cho thấy các đường phố ở Hà Nam chìm trong biển nước, ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người. Nhiều tuyến đường cao tốc phải phong tỏa trong khi nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc bị hủy. Nhiều người dân kêu gọi sự giúp đỡ trên mạng do vừa bị lũ cô lập vừa chịu ảnh hưởng mất điện. Tại Trịnh Châu, lượng mưa đo được trong vòng 24 giờ qua là 457,5mm, cao nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu mưa tại thành phố hơn 10 triệu dân này. Mưa lớn kéo dài khiến sông Hoàng Hà ở Trịnh Châu vỡ bờ, nước tràn vào các thành phố buộc chính quyền phải tạm ngừng toàn bộ dịch vụ tàu điện ngầm. Một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước đục ngầu ngập đến ngang lưng hành khách tại một ga tàu điện ngầm ở Trịnh Châu. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ, trong đó có cả binh sĩ cứu hỏa, đã được điều động để triển khai cứu hộ tại thành phố. Hơn 10.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ở thành phố Nhĩ Châu, đường phố cũng biến thành sông cuốn theo ô tô và nhiều phương tiện khác. Lũ lụt thường xuyên xảy ra vào mùa mưa ở Trung Quốc, tuy nhiên hậu quả của nó ngày càng tồi tệ, một phần do đô thị hóa quá nhanh và biến đổi khí hậu. Trong mùa hè này, thời tiết cực đoan cũng đã xảy ra ở nhiều khu vực của Trung Quốc. Hàng trăm nghìn người ở tỉnh Tứ Xuyên đã phải sơ tán do lũ lụt và sạt lở đất. Hồi tháng 6, thành phố Hòa Điền, khu tự trị Tân Cương ghi nhận lượng mưa phá kỷ lục. Một cư dân mạng phải thốt lên rằng lượng mưa trong tháng này bằng cả lượng mưa 2 năm qua cộng lại. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc cảnh báo tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng ở các tỉnh miền Đông, bao gồm cả trung tâm sản xuất, do lượng tiêu thụ điện tăng vọt trong thời tiết nắng nóng. Ông Tập Cận Bình kêu gọi dốc toàn lực đối phó mưa lũ nghìn năm có một. Lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, hàng trăm người phải sơ tán. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các cơ quan ban ngành dốc toàn lực đối phó. Theo Reuters, dẫn lời giới chức địa phương tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết ít nhất 2.500 người đã thiệt mạng, 700 người mất tích và hàng trăm nghìn người phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng. Trong số đó có 1.200 người thiệt mạng do nước lũ dâng ngập một số nhà ga ở thành phố Trịnh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lũ nghiêm trọng nghìn năm có một này. Cơ quan khí tượng thủy văn Hà Nam và thành phố Trịnh Châu đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay cũng kêu gọi chính quyền địa phương các cấp dốc toàn lực để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Một số hồ chứa đã bị vỡ, gây ra thương vong và thiệt hại về tài sản. Tình hình lũ lụt đang rất nghiêm trọng, truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình. Mưa lớn kéo dài kể từ cuối tuần qua đã khiến mực nước các con sông ở Hà Nam vượt qua mức báo động. Một số nơi đã có hiện tượng vỡ bờ, riêng ở Trịnh Châu chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, lượng mưa ghi nhận được ở đây là hơn 200mm, trong khi lượng mưa ghi nhận là hơn 600mm, gần mức trung bình hàng năm là 640mm. Hơn 30 hồ chứa ở Trịnh Châu đều vượt mức cảnh báo. Quân đội và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã điều động hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ, trong đó có binh sĩ và lính cứu hỏa đến Hà Nam làm công tác cứu hộ. Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều tuyến đường ở Hà Nam, đặc biệt thành phố Trịnh Châu, chìm trong biển nước, giao thông tê liệt trên đường phố, hàng loạt ô tô và xe máy bị nước lũ cuốn trôi. Một ga tàu điện ngầm ở Trịnh Châu cũng bị ngập trong nước. Hình ảnh được chia sẻ trên Twitter và Weibo cho thấy nước ngập đến ngang thân của hành khách trong toa tàu. Sự việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 5 người bị thương và khoảng 500 người được sơ tán an toàn. Một nhân chứng kể nước liên tục dâng lên, ban đầu chỉ ngang đầu gối rồi lên tới hông. Tôi bắt đầu hoảng sợ khi nước dâng lên tới ngực. Cô cho biết thêm, tôi nghe thấy một người phụ nữ gọi điện cho người thân để lưu lại các thông tin tài khoản ngân hàng, đề phòng trường hợp xấu nhất. Tôi gọi cho mẹ và nói không biết tôi có may mắn sống sót hay không. Đây là giây phút cận kề cái chết nhất của tôi từ trước đến nay. Tôi có nhiều điều hối tiếc nếu không qua khỏi, cô gái nói. Nước lũ ồ ạt dâng đến cổ hành khách trên tàu điện ngầm Trung Quốc. Trận mưa lớn nghìn năm có một tại Hà Nam, Trung Quốc gây ra những cảnh tượng được mô tả ám ảnh đáng sợ. Trong đó có cảnh nước lũ dâng tới cổ hành khách tại tàu điện ngầm, một bàn tay chống vào cửa sổ một toa tàu điện ngầm.
khi dòng nước lũ màu nâu sẫm ồ ạt dâng lên ở hầm, một trong nhiều cảnh tượng đáng sợ xảy ra ở dưới lòng đất ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Ít nhất 18 người thiệt mạng, 200.000 người ở Hà Nam phải di tản. Trận lũ nghiêm trọng ập xuống hôm qua, Hà Nam những ngày qua đã chứng kiến trận mưa dữ dội ít nhất trong 1.000 năm. Mạng xã hội Weibo và các trang tin tức địa phương đã chia sẻ những đoạn video khi ghi lại cảnh tượng đáng sợ khi các hành khách tàu điện ngầm hốt hoảng bám vào những nơi có thể bám trong lúc nước lũ dâng cao tới ngực, thậm chí có người tới cổ. Trong đoạn video, nước lũ đầy bùn đất chảy mạnh và tốc độ nhanh khiến nhiều người hoảng sợ. Các bậc phụ huynh nhanh chóng bế con khi hệ thống đèn bị hỏng và không gian trở nên tăm tối. Nước tràn vào từ các khe hở trên cửa ngày càng nhiều và tất cả chúng tôi sau đó đứng hết lên ghế, một phụ nữ kể về trải nghiệm đáng sợ trên Weibo. Trong nửa giờ đồng hồ, sau khi mực nước dâng lên ngày càng cao hơn trong đoàn tàu, bắt đầu từ mắt cá chân lên tới đầu gối rồi đến cổ chúng tôi. Điện tắt phụt, nửa giờ sau, thở thôi cũng đã khó khăn, một phụ nữ nhân chứng khác kể lại. Sau đó, đội cứu hộ đã xuất hiện và phá tàu để kéo hành khách ra bên ngoài. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đổ xuống Trịnh Châu và các thành phố lân cận của Hà Nam được xem là nguyên nhân gây ra cảnh tượng trên. Mạng xã hội tràn ngập các dòng cập nhật từ những người đầy sợ hãi vì có người thân và người sống ở Trịnh Châu, họ không thể liên hệ với người nhà khi đường dây thông tin bị gián đoạn. Tầng 2 liệu có an toàn không? Cha mẹ tôi sống ở đó nhưng tôi không gọi được cho họ, một người lo lắng viết. Mưa lớn làm nhiều khu vực mất điện, trong đó có một bệnh viện 10.000 bệnh nhân, các nhân viên y tế phải dùng tay bơm oxy vào cho người bệnh ở phòng chăm sóc tích cực khi máy thở không thể hoạt động. Đường xá tại hàng chục thành phố ngập trong biển nước. Sáng sớm hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết tình hình lũ lụt ở Hà Nam là rất nghiêm trọng và yêu cầu chính quyền ưu tiên an nguy của tính mạng và tài sản người dân. Theo Tân Hoa Xã, nhiều sông lớn vỡ bờ, hàng chục thành phố Trung Quốc ngập trong biển nước. Mưa lớn trút xuống tỉnh miền Trung Hà Nam Trung Quốc làm vỡ bờ nhiều sông lớn, khiến khoảng 12 thành phố ngập trong nước. Theo Reuters, đường phố 12 thành phố ở Trung Quốc ngày hôm nay đã ngập trong nước, trong khi nhiều hành khách tàu điện ngầm phải lội nước ngập đến hông tại các nhà ga. Mưa lớn dội xuống tỉnh Hà Nam đã khiến nhiều sông lớn vỡ bờ, gây nên lượng nước lớn dồn về các thành phố Hà Nam. Một số tỉnh đông dân đã hứng chịu các trận bão từ dịp cuối tuần. Chưa có thương vong được ghi nhận, nhưng cuộc sống thường ngày của 94 triệu dân đã bị đảo lộn nghiêm trọng vì giao thông gián đoạn. Tại Trịnh Châu, thủ phủ Hà Nam, bên bờ sông Hoàng Hà, lượng mưa hơn 200mm đã đổ xuống trong một giờ đồng hồ, buộc thành phố phải dừng tất cả các chuyến tàu điện ngầm. Các hình ảnh trên mạng cho thấy người dân lội trong nước lũ và đầy bùn tới hông một đoàn tàu điện ngầm, trong khi các ga chạy ngầm trở thành các hố nước lớn. Các tuyến giao thông đường sắt, hàng không bị đình chỉ hoặc hủy chuyến tại Nhữ Châu, thành phố phía tây nam Trịnh Châu. Đường phố biến thành dòng nước xoáy cuốn trôi xe và phương tiện. Ngoài ra, sông Y đang dâng mực nước, đe dọa sẽ gây ảnh hưởng tới hàng di sản thế giới UNESCO với những bức tượng Phật tuổi đời hàng thiên niên kỷ được khắc trên vách đá vôi gần thành phố Lạc Dương, giống Long Môn, chùa Thiếu Lâm ở thành phố Đăng Phong, ngôi chùa nổi tiếng với môn võ thuật đã phải tạm thời đóng cửa. Theo Tân Hoa Xã và Thông tấn xã Việt Nam, 4.000 người chết và mất tích sau khi mưa lớn gây lũ lụt lở đất tại miền Nam Trung Quốc. Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng đến khoảng 2,63 triệu người tại 11 khu vực cấp tỉnh. Mưa lớn buộc 228.000 người phải di dời, hơn 1.300 ngôi nhà bị phá hủy và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ. Tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây có 6 người chết và 1 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Tính đến tối nay, ước tính gần 1,3 triệu người ở tỉnh này đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó có 195.800 người đã được sơ tán tới nơi an toàn. Tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, ít nhất 4.000 người chết trong các thảm họa do mưa lớn, ước tính 321.000 người tại 21 huyện của tỉnh này bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài, trong khi 11.000 người đã được sơ tán và nhận hỗ trợ. Tại tỉnh Quảng Đông, hơn 20 người đã được sơ tán sau các trận mưa lớn mới đây. Hàng trăm chiếc lều, quần áo, nước sạch và thực phẩm đã được chuyển tới các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất, gồm Triệu Khánh và Thanh Viễn. Tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, mưa lũ làm hư hại 10.700 hectare hoa màu và 2.800 ngôi nhà. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung ương Trung Quốc dự báo mưa dông còn kéo dài tại một số khu vực ở nước này. Vâng, thưa quý vị, bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong những bản tin tiếp theo. Những điểm tin chính vừa rồi của chúng tôi đã kết thúc thời lượng của điểm tin ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của chương trình.